có lẽ bạn chưa phát hiện điều gì ở nơi đây đó là một con rắn lục đang ẩn mình dưới cỏ bạn sẽ nhận một cú đớp chết người nếu giẫm phải nó bạn hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng xem để biết cách phòng tránh rắn lục cắn và bây giờ xin mời mọi người hãy quan sát kỹ nó sẽ bắt đầu tấn công và nó tấn công rất nhanh